Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha mấy anh em. Bữa nay mình đi du lịch bên Phú Quốc là được đâu 2 tháng mấy rồi mấy anh em. Cái tựa là 2 tháng mấy là cái chỗ tượng đài Bác Hồ nha, quảng trường tượng đài Bác Hồ nha mấy anh em. Đang làm đang thi công làm xong tới ngày xong là tới ngày ngày sinh của Bác Hồ luôn nha mấy anh em. Hiện bây giờ người ta đang trồng sen trồng cây rồi nè mấy anh em. Đó. Ta đang trồng sen trồng cây đồ. Cái này đang trồng à, chừng nữa cây đồ lên nó đẹp lắm mấy anh em. Bên đó thì mấy cái nhà mà đỏ đỏ bên đó đó mấy anh em. Đó là đỏ đó, bên đó là cái đền của nữa là cái đền Bác Hồ. Đền thờ của Bác Hồ nha mấy anh em. Đây là tượng đài. Đó. Trồng cho mấy anh em xem. Đây đang trồng sen. Trồng mấy cái hồ sen, vòng 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 hồ sen như không á nha. Nhiều. Đây hồ sen. Đó là tượng đài. Tượng đài Bác Hồ. Thuyền nữa sông đẹp lắm. Cái này xung quanh đất ở đây nè mấy anh em. Là mình nghe nói là nhà nước bồi thường hết là để đuổi đi rồi người ta làm rộng ra nữa. Giờ chuyện đó cái chôm nhà bên đó là đuổi hết, đuổi dài ra tới ngoài trước. Rộng lắm luôn. Rộng lắm để mình dẫn mấy anh em đi vòng. Đó. Ở khúc ngoài sau đó cũng còn đang làm nữa mấy anh em. Nhưng mà cái chỗ tượng đài với công viên thì nó sẽ hoàn thành trước nha mấy anh em. Hoàn thành ngay ngày sinh Bác Hồ luôn. Cái công viên đẹp lắm. Mình sẽ dạo một vòng công viên cho mấy anh em xem. Công nhân cũng đang làm, công nhân thì ta đang làm trồng cây, cũng có một số làm hồ, làm tượng hồ. Bên kia thì không có dãy, bên kia có cái hàng rào rồi không có đuổi nha mấy anh em. Còn cái dãy bên sau lưng mình thì đuổi. Cái này ban đêm bắt đèn nó đẹp lắm anh em. Này lại chưa bắt đèn. Thank you.
lên nhưng mà chưa hoàn thành nha mấy anh em. Đây mình phá nhất mấy cái hồ sen nè, mấy hồ sen bên đây. Một hồi mình bay lại cam dòng cái quảng trường với này nha mấy anh em.